Xin chào tất cả các bạn nha, mình tên là Phượng. Thì hôm nay thì mình vẫn có mặt ở tại Mâm Coffee. Và hiện tại thì Sài Gòn cũng có rất nhiều bơ rồi. Và ăn bơ dầm thì nó cũng ngán. Nên nếu như các bạn nào mà có thời gian thì mình nên xay những cái món sinh tố bơ để uống, ăn cho nó ngon và thay đổi cái khẩu vị đi một tí. Bơ này thì mình đã để chín rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy thịt bơ ra khỏi trái bơ nha. Mình sẽ bổ đôi dọc ra như này. Mình tách ra. Mình lấy con dao chặt một cái như này, mình xoay ra thì cái hạt bơ nó sẽ tách ra khỏi trái bơ nha. Okay. Sau đó thì mình sẽ lấy thịt bơ. Mình sẽ lấy thịt bơ ra khỏi trái bơ. Nếu như bạn nào mà không muốn ăn thêm sữa với đường thì mình không cho sữa với đường nữa. Nhưng mà sinh tố mà thiếu sữa với đường thì nó được không được ngon cho lắm. Nên là mình nên cho sữa và đường để cho cái sinh tố bơ của mình nó ngon hơn. Quả bơ này hơi không được. Bơ này không phải là bơ... Đây gọi là bơ gì nhỉ? Không biết gọi luôn. Nhưng mà trái bơ này nhìn có vẻ như là nó săn chắc, nó không phải là bở. Như gọi từ bở sao? Mình không biết từng từ nào. Mình sẽ lấy thịt bơ ra khỏi trái bơ. Đó. Quên cắt một cái là khó lấy liền. Cắt thành như thế này á, dễ lấy hơn. Ok, một trái bơ như thế này chúng ta sẽ làm được một ly sinh tố ngon này ha. Cái ly để bên cạnh á, thì chúng ta sẽ làm ly sinh tố đó nha. Ok. Mình sẽ có những cái nguyên liệu như sau. Đầu tiên đó sẽ là bơ. Bơ này, sữa đặc này, sữa tươi này. Và cái này là nước cốt đường, nhưng mà chắc là chưa có xài tới. Ok, sữa đặc sữa tươi. Bây giờ mình sẽ làm sinh tố luôn nha. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái máy sinh tố như thế này. Đó. Mình đã rửa thật sạch rồi. Bây giờ mình sẽ cho bơ vô. Mình sẽ cho bơ vô. Đó. Mình cũng dùng cái ly này để đong những cái khác. Ví dụ như là sữa tươi này. Thì một cái ly này mình chia làm 1/3, 1 này, 2 này, 3 thì mình sẽ cho sữa đặc lên đây. Cho sữa đặc lên đây nha. Ok, cho sữa đặc lên đây. 1/3 sữa tươi. À 1/3 sữa đặc chứ. Mình sẽ dùng sữa tươi này, sữa tươi này để bé rất là béo, các bạn có thể dùng sữa tươi này. Để làm những món sinh tố hay là mình ăn trong gia đình. Sữa tươi thì mình cũng cho 1/3. Bởi vì bơ mình cũng béo rồi, mình không nên cho sữa tươi nhiều, 1/3 thôi. 1/3 như thế này. Mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào cái ly sinh tố của mình nhá. Có thể nhạt đấy, nên là mình sẽ để mình cho ít sữa đặc nên mình sẽ cho thêm ít nước đường nhá. 3 muỗng. 3 muỗng đường. Ok, bây giờ mình sẽ xay cái hỗn hợp này lên nhá. Thường sẽ xay cái hỗn hợp này lên. Quên mất cho đá nữa nha, đừng quên cho đá nha. Phượng sẽ cho 1 muỗng đá như thế này. Mình sẽ cho đá bi. Vừa thôi. Từng đây đá thì chúng ta sẽ có được một ly vừa đủ, một ly này sinh tố nha. Bây giờ thì Phở sẽ xay cái hỗn hợp này lên. Để nước vải xay lên. Tầm 30 giây là chúng ta sẽ có một món sinh tố. Nắp chặt lại nha.
Trước khi mà mình bỏ vali ấy thì mình nên nếm lại. Nếu mà mình uống thì ok rồi, mình uống thì nó ok, nhưng mà nếu như mà sợ nó có nhạt hay là chưa được ngọt ấy, thì mình nên cho thêm đường hay này kia để khi mà mình làm cho người thân của mình ấy, thì mình nên nếm lại xem nó có vừa ăn hay chưa. Mình sẽ dùng cái muỗng mình nếm lại. Ok, đặc biệt khi mà Phượng uống thì khi Phượng cho thì Phượng cảm thấy nó ok rồi. Cái ly sinh tố của bơ của mình á, nó không quá nhiều đá, cũng không quá loãng, nó sẽ sệt như thế này. Bởi vì nếu như mình làm sệt như thế này á, thì uống rất là ngon, rất là ngon nha. Mình cho ít bơ quá hay nhiều bơ quá cũng không được, mình cứ cho theo tỷ lệ như thế là sẽ ok. Ok, Phượng vừa hoàn thành một ly sinh tố bơ, nhìn hấp dẫn phải không ạ? Nhìn rất là hấp dẫn. Các bạn có thể hoàn toàn làm một ly sinh tố bơ này ở nhà nhé. Mà các bạn có thể, nếu như bạn là không làm á, thì mình có thể đến mâm coffee để mình thưởng thức món sinh tố này ha. Mâm coffee thì mình có địa chỉ ở bên dưới, các bạn chỉ cần coi địa chỉ ở bên dưới có link, có fanpage á, thì các bạn đến 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 đây uống và thưởng thức. Bởi vì tối thứ sáu hàng tuần á thì mâm coffee đều có những để có nhạc acoustic á, các bạn có thể lên hát hò và giao lưu và thưởng thức những món ngon như thế này. Đặc biệt nhà hàng này thì có những cái đồ Tây á, rất là ngon, các bạn có thể thưởng thức thêm. Ok, đây là sinh tố nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Thấy với hay thì hãy like và subscribe Phượng nha. Bye bye.